Nhiều bác có hỏi là tại siêu thị điện máy Ecomart có bán máy lọc nước tạo kiềm không ạ? Thì với cái sản phẩm này là một cái sản phẩm cực kỳ hot, và tại Ecomart bên em đã trưng bày sẵn các mẫu máy lọc nước tạo kiềm, đủ các giá tiền, đủ các tấm điện cực để phục vụ các bác, từ khoảng hơn 20 triệu một chút cho tới khoảng 99.990.000. Các bác biết rồi đấy ạ, cơ thể của các bác 70% là nguồn nước. Khi các bác cung cấp một nguồn nước tốt vào cơ thể của mình, tức là các bác đang ngày càng, thứ nhất là răng ra tăng tuổi thọ cho mình, thứ hai là chữa được rất là nhiều bệnh, đặc biệt là khi các bác sử dụng máy lọc nước tạo kiềm. Thì với máy lọc nước tạo kiềm, khi các bác sử dụng, nó sẽ chữa được cho các bác rất là nhiều bệnh, đặc biệt là bác nào bị bệnh về đau dạ dày hoặc bác nào bị tiểu đường, thì khi các bác sử dụng nước tạo kiềm, nó là một nguồn nước siêu tốt. Và khi đưa cái nguồn nước tạo kiềm này nó vào dạ dày của các bác, nó sẽ trung hòa được cái độ axit trong dạ dày, giúp các bác thứ nhất là khỏe hơn, thứ hai là với máy lọc nước tạo kiềm thì nó còn đem lại cho các bác một cái nguồn sức khỏe cực kỳ là dồi dào. Vì cơ thể của chúng ta 70% là nước, nên khi các bác đưa một nguồn nước tốt vào cơ thể, tức là các bác đang cố gắng, ngày càng cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa, cho mình một cái sức khỏe cực kỳ là tuyệt vời luôn. Thì với máy lọc nước tạo kiềm tại Ecomart bên em có rất là nhiều các thương hiệu nổi tiếng như Panasonic, như Kangen. Đây là đều là những cái thương hiệu đi đầu về dòng máy lọc nước tạo kiềm trên thị trường hiện nay. Và ở Đông Anh nhé, tại Đông Anh thì siêu thị điện máy Ecomart là siêu thị đầu tiên trưng bày máy lọc nước tạo kiềm, cũng như là có sản phẩm máy lọc nước tạo kiềm để các bác có thể đến và trải nghiệm miễn phí sản phẩm ạ. Thì với máy lọc nước tạo kiềm tại siêu thị điện máy Ecomart bên em đang có các mã như sau. Mã đầu tiên bên em đang trưng bày là máy lọc nước tạo kiềm đến từ thương hiệu Panasonic với 3 tấm điện cực các bác nhé. Như các bác có thể nhìn thấy ạ, với model sản phẩm là TKAS45. Đối với mấy mẫu cái máy lọc nước tạo kiềm này sẽ là dòng xuất xứ tại Nhật Bản này, bảo hành cho các bác là 3 năm. Với cái mẫu này, nó sẽ trong 1 phút nó có thể tạo ra từ 1,5 cho đến 3 lít nước, tùy thuộc vào cái áp suất nước nha các bác nhé. Tùy thuộc vào áp suất đầu vào nước mà nó có thể tạo ra nguồn nước, tạo ra trong 1 phút nó có thể tạo ra từ 1,5 lít cho tới tối đa là 3 lít. Với cái mẫu 3 tấm điện cực này sẽ là dòng titanium mạ. Ngoài ra thì với khi các bác sử dụng cái tấm điện cực này nhá, các bác nó sẽ loại bỏ được cho các bác 13 cái chất độ hại theo tiêu chuẩn và mức độ ở Nhật. Thì với cái nhu cầu sử dụng mà cái máy này nó sẽ có nguồn nước từ 8.5 này đến 9.5 nhá. Thì tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bác mà các bác sẽ sử dụng làm sao cho nó hợp lý nhất. Nếu như mới bắt đầu thì các bác nên uống nước 8.5, sau 1 tuần thì các bác tăng lên 9.0, và sau 1 tuần tiếp theo thì các bác bắt đầu uống đến 9.5 các bác nhá. Khi các bác uống bắt đầu từ 8.5 thì để cơ thể của các bác bắt đầu tiếp nhận cái nước, nguồn nước tạo kiềm này, vì nó hoàn toàn là một nguồn nước mới. Còn nếu ngay từ đầu mà các bác uống nước 9.5 thì sợ là cơ thể của bác không thể tiếp nhận được, vì cái độ kiềm của nó rất là cao luôn đấy ạ. Thì với cái mẫu này là dòng thiết kế của Nhật Bản, thiết kế cực kỳ là nhỏ gọn luôn, với cái màu sắc là màu xám như này, cực kỳ nhỏ gọn. Kích thước của con này chỉ rơi vào khoảng 20 nhân tới cho đến 25 thôi. Và với cái mẫu này thì có hai cái ngôn ngữ chính như các bác, là ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Dòng nút ấn dễ dàng thao tác và dễ dàng sử dụng. Khi mà các bác nào mà bị bệnh dạ dày ấy, các bác uống cái nguồn nước này nó sẽ trung hòa cái tính axit trong dạ dày và nó sẽ hỗ trợ nhu động ruột, thuận lợi cho việc bài tiết. Hơn nữa với cái bộ lọc nhá. Ngoài ra các bác có biết ạ, với cái bộ lọc của sản phẩm này, các đều được làm bằng 4 loại vật liệu có kích thước khác nhau, giúp loại bỏ hoàn toàn các chất độc hại và diệt lên tới là 99,99% cái vi khuẩn. Ngoài ra thì mẫu này sẽ là dòng 3 tấm điện cực. Thì càng tấm điện cực càng lớn thì cái nguồn nước nó càng sạch, nguồn nước nó càng chất lượng ạ. Hơn nữa với cái mẫu này sẽ là cái mẫu có rất nhiều các màng lọc. Đầu tiên là màng có vải lọc không dệt này, dòng than hoạt tính dạng hạt này, gốm này, than hoạt tính dạng bột và màng sợi rỗng. Khi các bác dùng cái máy lọc nước tạo kiềm này, nó sẽ hỗ trợ tiêu hóa cho các bác, kháng khuẩn
và hỗ trợ điều trị bệnh ngoài da. Hiện tại mẫu này bên em đang bán cho các bác rơi vào khoảng hơn 20 triệu một chút. Và các bác được tặng công lắp đặt máy kèm theo. Các bác được tặng một cái bộ lõi lọc thô của Casimax cao cấp trị giá 1 triệu đồng. Đây, các bác để nhìn thấy ạ. À, bên cạnh cái mẫu máy lọc nước tạo kiềm 3 tấm điện cực này, bên em còn có dòng 5 tấm điện cực, cũng là xuất xứ tại Panasonic với model sản phẩm là TKAS700WVN, dòng tạo kiềm 5 tấm điện cực. Thì với 5 tấm điện cực này, bảng điều khiển của nó sẽ là dòng sản phẩm nút bấm, bảng điều khiển hiển thị vẫn là dòng nút bấm và bảng điều khiển sẽ ở trên này. Xuất xứ tại Nhật, bảo hành 3 năm. Nó là dòng 5 tấm điện cực thì nó sẽ lọc được cho các bác trung bình là từ 1,5 cho tới 3 lít nước, cũng tùy thuộc vào cái điện nước đầu vào của các bác luôn. Thì với cái mẫu này, nó sẽ có độ pH nhá, có độ pH từ 3.0 cho tới 10 chấm. Với cái mẫu 5 tấm điện cực nhá, nó sẽ có độ pH từ 3 chấm cho đến 10 chấm, tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của các bác. Nếu như nước 3 chấm, các bác có thể dùng để khử khuẩn. Còn nước 3, nước 5.5 thì các bác có thể dùng để rửa mặt này, để có thể làm đẹp này, có thể cân bằng độ pH, tức là nó sẽ thay cái nguồn, thay cái nước hoa hồng mà các bác hay sử dụng đấy ạ. Tiếp theo là nó sẽ có dòng 7 chấm. 7 chấm thì các bác có thể dùng để pha sữa này, uống thuốc này, tức là và dùng nước đó thì có thể cho trẻ em uống. Còn với cái mẫu này, mẫu 8, mẫu mà 3 tấm điện cực này thì không nên dùng cho trẻ em các bác nhé. Hơn nữa thì máy này vẫn có dòng 8.5, 9.5, 9.0 bình thường. Đặc biệt hơn với cái 5 tấm điện cực này, các bác có thêm loại 10 chấm nhé. Nó là dòng nước kiềm mạnh, giúp rửa rau củ quả sạch hơn, an toàn và loại bỏ vi chất. Với cái nước 10 chấm này thì không uống được đâu. À, nó chỉ để dùng được để rửa rau củ quả hoặc là các bác rửa các loại thịt cá thôi nhé. Mẫu này thì nó sẽ loại bỏ được 16 chất theo cái tiêu chuẩn của Nhật. Các bác biết rồi đấy, thị trường Nhật là một cái thị trường cực kỳ khắt khe về sức khỏe. Mà khi cái mẫu này nó sản xuất tại Nhật và đầu ra của nó thì trước khi đầu ra thì nó đã phải được kiểm định nghiêm ngặt rồi. Mẫu này thì nó sẽ là công nghệ điện giải ion kiềm theo cái tự nhiên, chuẩn y tế và hydro chống lão hóa tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Hơn nữa là nó sẽ hấp thụ những cái khoáng chất tốt cho cơ thể. Mẫu này thì tại Ecomart đang bán cho các bác là trên 50 triệu một chút. Các bác cũng được tặng cái bộ lõi lọc thô Casimax này này, trị giá 1 triệu đồng như này ạ. Tiếp theo đến một cái mẫu bên cạnh là cái mẫu 5 tấm điện cực. Thì mẫu này các bác để trên bàn được, nhưng mà bây giờ em sẽ giới thiệu các bác thêm cái 5 tấm điện cực. Các bác có thể đặt dưới bồn rửa nhá. Đây, phải thiết kế đấy ạ. Với 5 tấm điện cực thì mẫu này cũng là xuất xứ tại Nhật Bản, bảo hành cho các bác là 3 năm. Thì với cái 5 tấm điện cực này của Nhật này thì con này các bác đặt ở bồn rửa được nhá. Bởi vì về thiết kế đây các bác nhìn ạ. Đấy, thiết kế cực kỳ là nhỏ gọn luôn và bên em đều sẽ lắp đặt miễn phí cho các bác. Vì cái mẫu này nó là dòng 5 chấm, nó cũng sẽ tạo cho các bác từ 1,8 lít cho tới 28 lít nước, tùy thuộc vào cái điện áp đầu vào của các bác mà nó sẽ tạo được từ 1,8 lít cho tới 2.8 lít trong vòng 1 phút. Ngoài ra nó là tấm điện cực titanium mạ platinum nhé. Có thêm tính năng là tự động vệ sinh làm sạch điện tử. Bảng điều khiển của con này khi các bác cắm điện và nó sẽ có đèn báo nhé. Với mẫu này thì nó cũng giống như các dòng khác là có từ 3 chấm cho tới 10 chấm. Và mẫu này hiện tại bên em đang bán cho các bác là trên 40 triệu đồng. Bên em có bán trả góp nhé. Tất cả những loại máy lọc nước tạo kiềm đang được bày bán tại điện máy Ecomart đều có bán trả góp cho các bác. Và ba cái mẫu này bên em đều sẽ tặng công vật tư lắp đặt cho các bác. Đặc biệt hơn là đều tặng cho bác bộ lõi lọc thô Casimax trị giá 1 triệu đồng như này. Nhiều bác cũng đang muốn là mua cái dòng máy lọc nước cao cấp hơn ấy, những cái dòng như là 7 tấm điện cực này hoặc là 8 tấm điện cực. Các bác có nhu cầu sử dụng rộng hơn, cao cấp hơn thì bên em cũng trưng bày sẵn cho các bác mẫu đó và đang được bày bán tại điện máy Ecomart luôn. Và nhắc lại một lần nữa cho các bác là Ecomart là địa chỉ đầu tiên nhá, siêu thị điện máy đầu tiên đang trưng bày mẫu máy lọc nước tạo kiềm và sử dụng miễn phí cho các bác luôn đấy ạ. Giờ sẽ giới thiệu luôn tới các bác mẫu cao cấp dòng 7 tấm điện cực và 8 tấm điện cực. Thì với cái mẫu này sẽ là đến từ thương hiệu Kangen các bác nhé.
thương hiệu Kangen và đều sẽ xuất xứ tại Nhật Bản. Em sẽ giới thiệu cho các bác dòng 7 tấm điện cực trước. Thì với model sản phẩm là KSD501, dòng 7 tấm điện cực đây, như các bác có thể nhìn thấy, xuất xứ tại Nhật Bản cho các bác bảo hành. Các mẫu khác của Bana chỉ bảo hành cho các bác là 36 tháng, thì đến cái mẫu này sẽ bảo hành cho các bác lên tới là 5 năm. Thì với cái mẫu này, nó là dòng 7 tấm điện cực. Nó khác hoàn toàn so với dòng 3 tấm và dòng 5 tấm, vì nó là dòng 7 tấm điện cực này. Và với cái độ pH của nó từ 2.5 cho tới 11.5, tương ứng với 7 loại nước để các bác có thể là sử dụng. Và mẫu này thì nó sẽ tăng cường sức khỏe này, có chế độ tự động vệ sinh thông minh. Đây các bác nhìn, tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bác nhé. 2.5 thì là sát khuẩn này, 6.0 là nước hoa hồng skin care này, 7.0 là dùng cho trẻ em pha sữa này uống này. Và nói chung là với cái mẫu này, nhá, nó sẽ tương ứng từ 2.5, và trong khoảng 1 phút, thì cái mẫu này nó chỉ có thể ra cho các bác được, tùy thuộc vào cái đầu nước vào nha các bác nhá. Nó chỉ sản xuất được cho các bác từ 2.5 cho tới 4.0 lượng nước Kangen, tùy thuộc vào cái đường nước đầu vào của các bác nhá. Chỉ có thể là ra được cái đầu nước như vậy. Ngoài ra với cái mẫu này là cái dòng sản phẩm thu hút khách hàng nhiều nhất luôn. Vì sao? Vì giá thành của nó tốt. Thứ hai là nó là dòng máy cơ nút ấn dễ dàng sử dụng, như các bác muốn chọn cái nào cứ ấn nút cơ này, dễ dàng thao tác, ai cũng có thể thao tác được luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có 5 ngôn ngữ phổ biến để các bác có thể sử dụng. Và mẫu này thì có 7 loại nước như em đã giới thiệu cho các bác rồi. Thì các bác đang cần tư vấn thêm về cái mẫu này, các bác cứ để lại comment cho bên em nhé. Cần tư vấn thêm về mẫu này thì cứ để lại comment cho bên em. Và các bác khi mua cái mã này, các bác được lắp đặt miễn phí này. Ngoài ra được tặng 1 cân muối, được tặng 1 bình nước Kangen cao cấp đấy ạ. Bình, nhiều bác cứ bảo là nước kiềm này có đựng được nước bình bình thường không nhá. Thì khi mà các bác sử dụng máy lọc nước tạo kiềm ấy mà các muốn đựng nước ấy, thì các bác nên đựng vào cái bình nước kiềm. Thì với cái bình nước chỉ đựng nước kiềm này, nó sẽ giữ trọn được cái hương vị và dưỡng chất cho các bác luôn. Tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác dòng cao cấp nhất luôn, đang được trưng bày tại điện máy Ecomart, là mẫu Kangen 8. Với cái mẫu Kangen 8 này các bác có thể nhìn thấy ạ. Đây, bên em nhá đang bày sẵn, đang trưng bày sẵn cho các bác cái mẫu Kangen 8 này để các bác trải nghiệm và sử dụng luôn. Thì mời các bác qua siêu thị điện máy Ecomart là địa chỉ km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh để tham khảo và cũng như là để trải nghiệm cái sản phẩm máy lọc nước tạo kiềm dòng Kangen 8 này nhá, với 8 tấm điện giải ion kiềm. Và đây là cái sản phẩm hot nhất của Kangen luôn. Với cái lõi điện phân của nó sẽ là dòng 8 tấm điện cực, đảm bảo cung cấp được cái nguồn nước cho các bác là nguồn nước giàu năng lượng và ưu tiên tối ưu giàu khoáng chất nhất luôn. Màn hình thì sẽ là màn hình tinh thể lỏng, sẽ là dòng cảm ứng to, dễ dàng thao tác và dễ dàng sử dụng các bác nhé. Đây, để em sẽ chỉnh lại điện một chút cái mã này để cho các bác xem ạ. Đấy, mẫu này thì bên em đang lắp miễn phí để các bác trải nghiệm luôn. Bảng điều khiển thì ngôn ngữ dễ dàng thao tác và dễ dàng sử dụng luôn. Tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng mà nó sẽ có nguồn nước từ 2.5 cho tới 11.5 nhé. 2.5 sẽ là nguồn nước sát khuẩn, sau đó đến 6.0 kim ke, 7.0 là để pha sữa uống thuốc, hoặc là nước uống nước là 8.5 này, hoặc là 9.0, hoặc là 9.5. Ngoài ra nước 11 chấm ấy, là nước đấy chỉ để các bác có thể là rửa rau thôi, rửa rau và diệt khuẩn đấy ạ. Thì các bác đang theo dõi livestream của Ecomart, các bác đang theo dõi video của Ecomart, thì với cái mẫu này trong 1 phút nó sẽ tạo cho các bác từ 4.5 cho tới 7.6 nhá. Và tất cả đối với máy Kangen 8 và Kangen 7 này, khi mà nó đạt lọc đủ độ 20 lít, nó sẽ có chế độ tự động vệ sinh các bác nhá. Đây, bên em đây, các bác đơn giản thôi, chỉ chọn nguồn nước. Tùy vào tuần đầu tiên thì các bác uống 8.5 cho em, tuần thứ hai là 9.0, tuần thứ ba là 9.5. Đây các bác nhìn ạ. Bên em đang trưng bày sẵn ở đây để có thể các bác đến tham khảo và trải nghiệm nhé.
thì các bác đang có nhu cầu về tham khảo máy lọc nước Tạo Kiềm, mời các bác qua địa chỉ km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh để tham khảo cũng như để trải nghiệm sản phẩm. Các bác cần tư vấn thêm, các bác gọi điện tới số 0243 965 6067 hoặc 0974 178586 để bên em hỗ trợ các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.